Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua, bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Mở đầu bản tin là những hoạt động nổi bật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngày 22 tháng 3, lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947 và Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15 tháng 7 năm 1959. Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, 8, 9, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 7, 8, 9, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8, Nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10, 11. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 1 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2018, tại nhà riêng xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu có sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng gia quyến. Trước đó, lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải đã được tổ chức trọng thể trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3 tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Có 2.046 đoàn với khoảng 108.000 người viếng. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang có đoạn: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải. Anh là người tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn chăm lo đời sống của nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng. Anh mất đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong chúng ta về tấm gương một lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì dân, vì nước, người đảng viên Cộng sản kiên trung, người đồng chí, người anh luôn gần gũi, khiêm tốn, bình dị, chân tình và luôn quan tâm đến anh em, đồng chí." Chiều ngày 22 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Khâu Đăng Hoa, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hồng Kông, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chưa thể thỏa mãn với con số tăng trưởng kim ngạch thương mại 22% giữa hai bên trong năm 2017. Thủ tướng cho rằng, Chính phủ Việt Nam và chính quyền Hồng Kông đều có mong muốn phát triển mạnh mẽ. Vấn đề quan trọng là việc tổ chức thực hiện hiệu quả. Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng đề xuất các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển khi mà các FTA đang đưa đến những không gian hợp tác lớn hơn cho hai bên. Tối 18 tháng 3, tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh dự lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông và lễ khai hội Đền Cửa Ông năm 2018. Để bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Quảng Ninh đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa phương thức phát triển từ nâu sang xanh, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, để tỉnh Quảng Ninh sớm trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, là một trong những đầu tàu kinh tế khu vực phía Bắc và cả nước. Chiều 19 tháng 3, tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, nhà nước cần có những cơ chế thiết thực, động lực kinh tế để các doanh nghiệp thực sự là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, các viện nghiên cứu, trường đại học được tự chủ, sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho nghiên cứu khoa học công nghệ. Theo Phó Thủ tướng, so với các chỉ số khác như môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia, thì vị trí của khoa học công nghệ của Việt Nam trên thế giới cơ bản là tốt. Điều đó thể hiện qua chỉ số sáng tạo và đổi mới toàn cầu của Việt Nam hiện đứng thứ 47 trên thế giới. Tuy nhiên, để cải thiện năng suất lao động của Việt Nam, vốn rất thấp so với nhiều nước trong khu vực, thì không chỉ cần đẩy mạnh khoa học công nghệ mà phải thay đổi cơ cấu nền kinh tế, cơ cấu vốn, định hướng mới về thị trường, dịch vụ, hàng hóa, nguồn nhân lực. Tiếp ông Kim Byung, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc sáng ngày 2 tháng 3,
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hoan nghênh và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại với Hàn Quốc đã và đang góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội của Việt Nam thời gian qua. Phó Thủ tướng đề nghị Liên đoàn Quốc gia Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc với kinh nghiệm và thành công của mình trong những năm qua, tiếp tục hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thúc đẩy các cơ quan chức năng của Hàn Quốc trong việc tháo gỡ khó khăn về kiểm dịch đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam và Hàn Quốc. Sáng ngày 23 tháng 3, sau khi thị sát tuyến luồng sông Hậu tại tỉnh Trà Vinh, đây là công trình quan trọng xây dựng tuyến luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sâu trong các cảng trên sông Hậu. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác chính phủ đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Trà Vinh. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Trà Vinh tiếp tục rà soát đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, từ đó có kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện. Tỉnh Trà Vinh cần rà soát lại tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng còn chậm. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì rà soát lại quy hoạch giao thông vận tải toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch hệ thống cảng biển, tập trung thực hiện kết nối tốt các tuyến giao thông, đặc biệt là kết nối các tuyến đường thủy nội địa, kết nối các tuyến hàng hải với hệ thống cảng nội địa. Chính phủ ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị định cũng nêu rõ, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Theo chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế, đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước. Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2018, quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. Theo đó, việc giám sát giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự phải đảm bảo các nguyên tắc sau. 1. Bảo đảm mục tiêu phục hồi cho người được giám sát giáo dục. 2. Tôn trọng nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám sát giáo dục. 3. Bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh độ tuổi, giới tính, nhu cầu cá nhân và vì lợi ích tốt nhất của người được giám sát giáo dục. 4. Tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân. 5. Bảo đảm sự tham gia của gia đình, nhà trường cho các cơ quan, tổ chức cá nhân vào việc thi hành các biện pháp giám sát giáo dục. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý, yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.